Quán tất cả pháp hoặc xa lìa hoặc chẳng xa lìa đều bất khả đắc. Đối với các Như Lai rộng bày cúng dường, quán tất cả pháp hoặc vắng lặng hoặc chẳng vắng lặng đều bất khả đắc. Đối với các Như Lai rộng bày cúng dường. Đối với Bát Nhã Ba La Mật Đa biên chép lắng nghe thọ trì đọc tục suy ngẫm tu tập, rộng vì hữu tình tuyên nói lưu bố hoặc tự cúng dường hoặc chuyển cho người khác, đối với các Như Lai rộng bày cúng dường, Phật nói pháp môn vô thượng lý thú sâu xa chân tịnh cúng dường như thế. Rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn vô thượng lý thú Bát Nhã cúng dường như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập thì sẽ sớm được viên mãn các hạnh Bồ Tát, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai năng khéo điều phục và các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn trí tạng lý thú sâu xa, nhiếp thọ trí mật điều phục hữu tình của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là tánh bình đẳng của tất cả hữu tình, tức tánh bình đẳng của giận, tánh điều phục tất cả hữu tình, tức tánh điều phục giận, tánh chân pháp của tất cả hữu tình, tức tánh chân pháp của giận, tánh chân như của tất cả hữu tình, tức tánh chân như của giận, tánh pháp giới của tất cả hữu tình, tức tánh pháp giới của giận, tánh ly sanh của tất cả hữu tình, tức tánh ly sanh của giận, tánh thực tế của tất cả hữu tình, tức tánh thật tế của giận, tánh vốn không của tất cả hữu tình, tức tánh vốn không của giận, tánh vô tướng của tất cả hữu tình, tức tánh vô tướng của giận, tánh vô nguyện của tất cả hữu tình, tức tánh vô nguyện của giận, tánh xa lìa của tất cả hữu tình, tức tánh xa lìa của giận, tánh vắng lặng của tất cả hữu tình, tức tánh vắng lặng của giận, tánh bất khả đắc của tất cả hữu tình, tức tánh bất khả đắc của giận, tánh vô sở hữu của tất cả hữu tình, tức tánh vô sở hữu của giận, tánh khó nghĩ bàn của tất cả hữu tình, tức tánh khó nghĩ bàn của giận, tánh không hí luận của tất cả hữu tình, tức tánh không hí luận của giận, tánh như kim cương của tất cả hữu tình, tức tánh như kim cương của giận. Vì sao? Vì tánh chân điều phục tất cả hữu tình, tức là vô thượng chánh đẳng Bồ Đà, cũng là Bát Nhã Ba La Mật Đa, cũng là trí nhất thiết trí của chư Phật. Phật nói pháp môn trí tạng lý thú sâu xa năng khéo điều phục như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn trí tạng lý thú Bát Nhã điều phục như thế mà tin hiểu thọ trì đọc tụng tu tập, năng tự điều phục được nỗi giận dữ, cũng năng điều phục tất cả hữu tình, thì sẽ thường sanh nẻo thiện, thọ nhiều an lạc vi diệu, oán địch hiện đời đều khỏi từ tâm, giỏi khéo tu hành các hạnh Bồ Tát, mau chứng vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai pháp tánh bình đẳng năng khéo kiến lập. Vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn tất cả pháp tánh tối thắng lý thú sâu xa của Bát Nhã Ba La Mật Đa, nghĩa là tất cả hữu tình tánh bình đẳng, nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tánh cũng bình đẳng. Tất cả pháp tánh bình đẳng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tánh cũng bình đẳng. Tất cả hữu tình tánh điều phục nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tánh cũng điều phục. Tất cả pháp tánh điều phục nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa tánh cũng điều phục. Tất cả hữu tình có thật nghĩa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng có thật nghĩa. Tất cả pháp có thật nghĩa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng có thật nghĩa. Tất cả hữu tình tức chân như nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là chân như. Tất cả pháp tức chân như Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là chân như. Tất cả hữu tình tức pháp giới nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là pháp giới. Tất cả pháp tức là pháp giới nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là pháp giới. Tất cả hữu tình tức pháp tánh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là pháp tánh. Tất cả pháp tức pháp tánh nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là pháp tánh. Tất cả hữu tình tức thật tế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là thật tế. Tất cả pháp tức thật tế nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng tức là thật tế. Tất cả hữu tình vốn không nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vốn không. Tất cả pháp vốn không nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vốn không. Tất cả hữu tình vô tướng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vô tướng. Tất cả pháp vô tướng nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vô tướng. Tất cả hữu tình vô nguyện nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vô nguyện. Tất cả pháp vô nguyện nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng vô nguyện. Tất cả hữu tình xa lìa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng xa lìa. Tất cả pháp xa lìa nên Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa cũng xa lìa.
Tất cả hữu tình vắng lặng, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vắng lặng. Tất cả pháp vắng lặng, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vắng lặng. Tất cả hữu tình bất khả đắc, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng bất khả đắc. Tất cả pháp bất khả đắc, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng bất khả đắc. Tất cả hữu tình vô sở hữu, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô sở hữu. Tất cả pháp vô sở hữu, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng vô sở hữu. Tất cả hữu tình chẳng thể nghĩ bàn, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả pháp chẳng thể nghĩ bàn, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả hữu tình không hỷ luận, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không hỷ luận. Tất cả pháp không hỷ luận, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không hỷ luận. Tất cả hữu tình không ngần mé, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không ngần mé. Tất cả pháp không ngần mé, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng không ngần mé. Tất cả hữu tình có nghiệp dụng, nên phải biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có nghiệp dụng. Tất cả pháp có nghiệp dụng, nên phải biết bát nhã ba la mật đa sâu xa cũng có nghiệp dụng. Phật nói pháp môn tối thắng lý thú sâu thẳm, tánh bình đẳng của pháp tánh như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn tối thắng lý thú bát nhã bình đẳng như thế, mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập, thì thông suốt được pháp tánh bình đẳng bát nhã ba la mật đa sâu xa. Đối với các hữu tình, tâm không trở ngại, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế Tôn lại nương vào tất cả tướng Như Lai trụ trì tạng pháp, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn thắng tạng đi thú sâu xa, tất cả hữu tình trụ trì đầy khắp của bát nhã ba la mật đa. Nghĩa là tất cả hữu tình đều là Như Lai tạng, vì tự thể của Bồ Tát phổ hiền biến khắp vậy. Tất cả hữu tình đều là kim cương tạng, vì được kim cương dưới thấm. Tất cả hữu tình đều là chánh pháp tạng, vì tất cả đều chuyển theo chánh ngữ. Tất cả hữu tình đều là diệu nghiệp tạng, vì tất cả sự nghiệp nương vào gia hạnh. Phật nói pháp môn thắng tạng lý thú sâu xa, hữu tình trụ trì như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn thắng tạng ly thú bát nhã đầy khắp như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập, thì sẽ thông suốt được pháp tánh, thắng tạng, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế Tôn lại nương vào tướng Như Lai rốt ráo pháp không ngần mé, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn kim cương pháp nghĩa bình đẳng trụ trì rốt ráo của bát nhã ba la mật đa. Nghĩa là bát nhã ba la mật đa sâu xa vô biên, nên tất cả Như Lai cũng vô biên. Bát nhã ba la mật đa sâu xa không ngần mé, nên tất cả Như Lai cũng không ngần mé. Bát nhã ba la mật đa sâu xa một vị, nên tất cả pháp cũng một vị. Bát nhã ba la mật đa sâu xa rốt ráo, nên tất cả pháp cũng rốt ráo. Phật nói pháp môn kim cương lý thú rốt ráo không ngần mé như thế, rồi bảo Bồ Tát Kim Cương Thủ rằng: Nếu có người nào nghe được pháp môn kim cương lý thú bát nhã rốt ráo như thế mà tin hiểu thọ trì, đọc tụng tu tập, thì các pháp chướng đều tiêu trừ, nhất định được tánh Như Lai chấp kim cương, mau chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Thế Tôn lại nương vào tướng Như Lai soi khắp, vì các Bồ Tát tuyên thuyết pháp môn trước giữa sau đều tối thắng đệ nhất lý thú sâu xa vô thượng, được tánh pháp bí mật của tất cả Như Lai và tánh không hỷ luận của tất cả pháp, tánh pháp kim cương đại lạc, kim cương bất không thần chú của bát nhã ba la mật đa. Nghĩa là thành tựu tối thắng các sự ưa muốn lớn, khiến cho đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự vui lớn. Thành tựu tối thắng sự vui lớn khiến cho đại Bồ Tát thành tựu tối thắng tất cả đại giác của Như Lai. Thành tựu tối thắng tất cả đại giác của Như Lai khiến đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự hàng phục tất cả đại ma. Thành tựu tối thắng sự hàng phục tất cả đại ma khiến đại Bồ Tát thành tựu tối thắng sự tự tại khắp cả ba cõi. Thành tựu tối thắng sự tự tại khắp cả ba cõi khiến đại Bồ Tát thành tựu tối thắng rốt ráo vui lớn, cứu vớt cõi hữu tình không thiếu sót, làm cho tất cả hữu tình lợi ích an lạc, thành tựu sự vui lớn rốt ráo. Vì sao? Vì cho đến trụ trong dòng sanh tử lưu truyền, người có thắng trí ngang đây, tướng đem pháp vô đẳng làm lợi ích hữu tình, chẳng vào tịch diệt, lại dùng bát nhã ba la mật đa phương tiện thiện xảo thành lập thắng trí, thành tựu tất cả sự nghiệp thanh tịnh, khiến các cõi đều được thanh tịnh, lại đem tham vân vân điều phục thế gian, trong tất cả thời cho đến các cõi đều khiến cho thanh tịnh, tự nhiên điều phục, lại như hoa sen hình sắc sáng sạch thanh khiết, chẳng bị các vật uế làm dơ bẩn,
như vậy, tham, vân vân, lợi ích thế gian trụ khắp cõi tội lỗi thường chẳng làm nhiễm được, lại tham lớn vân vân, có thể được vui lớn, tài lớn, thanh tịnh, tự tại trong ba cõi thường làm lợi ích hữu tình một cách kiên cố. Bấy giờ Như Lai liền nói thần chú: Nạp mộ bạc già phiệt đế, bát lạt những ba la nhĩ đa duệ, bạc đẻ phiệt thát la duệ, yểm bà lý nhĩ đa lũ na duệ, tác phược đát tha yết đa bà lý bố thị đa duệ, tác phược đát tha yết đa nô nhưỡng đa nô nhưỡng đa bật nhưỡng đa duệ, đát điển tha, bát lạt nhẹ, bát lạt nhẹ, mạt ha, bát lạt nhẹ, bát lạt nhưỡng bà ta yết lệ, bát lạt nhưỡng lộ ca yết lệ, án đà ca la tỳ đàm mạt nê, tất đệ tô tất đệ, tất điện đô mạn bạc già phiệt đẻ, tát phòng già tôn đạt lệ, bạc đẻ phiệt thát lệ, bát lạt ta lý đa hát tất đế, tham ma thấp phược yết la tệ.